Rồi, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã trở lại với video của máy cắt cỏ Chính Hường nhá. Đây thì hôm nay em có lên một lô máy cắt cỏ gồm 17 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì hôm nay em lên gồm có hàng Nhật bãi này, gồm có hàng Tanaka, hàng Echo và hàng Komatsu nhá. À, và có cả hàng mới, hàng liên doanh, nòng từ 34 đến 40 ly nhá, để toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo và xem cho mình, lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp về để phục vụ công việc cho đạt hiệu quả cao nhé. Và đây, tất cả giá là hôm nay là em sẽ giảm cực kỳ sâu để cho toàn thể quý cô chú anh chị mua hàng rồi. Và đây, hôm nay là em đi kèm gồm có phụ kiện, kèm gồm có dây đeo này, chắn cỏ này, trồng mở buji, lục giác và một con dao nhé. Đấy là gồm có 5 món kèm theo này. Đấy, phụ kiện kèm theo là gồm có 5 món kèm theo. Và tất cả sản phẩm ở đây là em bao ship toàn quốc luôn. Đấy, bao ship nhé, bao ship cho các bác về tận nơi. Các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và nếu như mà không giống như em quảng cáo thì các bác cho hoàn về, không phải mất thêm đồng phí nào cả. Đấy, chứ không phải là không nhận hàng thì thanh toán tiền ship, không có đâu. Đấy, các bác không nhận hàng thì cứ quay về, không phải mất tiền ship gì cả. Và tất cả là sản phẩm ở đây là em bán bảo hành các bác là 6 tháng nhá. Bảo hành 6 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng luôn. Đấy. Rồi, không nói dài dòng nữa thì em giới thiệu lô của em hôm nay luôn. Thì lô của em nay là lô T. T1, T2, T3, T4 thì quý cô chú anh chị xem video mà muốn sử dụng sản phẩm hay muốn mua hàng gì thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Đấy. Rồi, thì cây T1 này là một con hàng Hitachi. Con này công suất của nó là 22cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng nhé, bình xăng zin, cót trợ lực, chế zin. Con này là con tum liền này, cần lắp zin và đầu bò zin. Đấy, thì cây T1 có giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc nhá, đi kèm các bác 5 món đồ. Rồi, đây em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây T2. Thì cây T2 này là một con hàng Nativo. Con này công suất của nó là 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly nhé. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp, bô sáng, bình xăng zin. Đấy, cót trợ lực, chế zin. Con này tum liền, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây T2 này có giá là 1.400.000. Đấy, em bao ship toàn quốc. Và đây, em test nổ này. T3. Thì cây T3 này là một con hàng Tanaka nhé. Con này công suất của nó là 24cc, nòng của nó là nòng 33 ly. Đấy. Đây, con này vỏ đẹp, máy đẹp, bô sáng nhé, bình xăng zin, cót trợ lực. Đây, chế zin này, tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây T3 này có giá là 1.300.000. Đây mà test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây T4. Thì cây T4 này là một con hàng Echo. Con này là con Echo 24cc nhá.
Nòng của nó là nòng 34 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp. Bô sáng, bình xăng zin, cót trợ lực. Chế zin này, tum liền. Cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây T4 này có giá là 1.400.000 nhá. Đây, em nổ cho cả nhà mình cùng xem. Em công tắc. Này đúng rồi mà. Rồi ok. Lần sau cháu nổ xong bật phải tắt, thế là phải bật công tắc lên cho bác nha. Rồi ok. Tiếp theo đến cây T5. Thì cây T5 này là một con hàng Tanaka. Con này công suất của nó là 30cc, nòng 36 ly. Đấy, con này thì vỏ rất là đẹp này. Máy sáng, bô sáng, bình xăng zin, chế zin, tum liền này, cần lát zin và đầu bò zin. Thì cây T5 này có giá là 1.600.000. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T6. Thì cái T6 này là một con hàng Hitachi nhá. Con này công suất của nó là 26cc. Nhưng mà con này thì em nói luôn là con này là bị mất cái tem đây rồi. Đấy. Công suất 26cc, nòng 34 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin này, tum liền, cần lắp zin và đầu bò zin luôn. Thì cái T6 có giá là 1.400.000. Đây em nổ cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T7. Thì cây T7 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nha. Con này là con công suất 26cc, nòng của nó là nòng 34 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp nha. Bình xăng zin, chế zin, tum rời, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây T7 này là có giá là 2.200.000 nhá. Đây, con này tum rời này, tum nhôm nhá. Đây, em test nổ này. Rồi ok. Rồi, tiếp theo đến cây T8. Thì từ cây T8 này là trở đi là hàng máy bãi, hàng mới nha các bác nha. Hàng máy mới. Còn từ T7 trở xuống thì là hàng máy bãi này. Rồi, cái T8 này là một con hàng Kashiwa. Con này công suất 26cc, nòng 34 ly. Đây. Thiết kế rất là chắc chắn này. Có bảo vệ bình xăng, chế sử dụng chế zin 3 2 kim chỉnh, tum rời, ống cần 26 và đầu bò đẹp. Đấy, đầu bò chín khía nhá. T8 giá là 1.800.000. Đây em nổ này. Rồi tiếp theo đến cây T9. Thì cây T9 này là một con hàng Osaka. Con này là con hàng 226 nha. Công suất 26cc, nòng 34 ly. Đây. Thiết kế rất là đẹp và chắc chắn luôn. Con này sử dụng chế zin 3 tum giờ liền này. Cần lắp là cần lắp phi 24 và đầu bò nhỏ. Tay ga bóp nhá. T9 nòng 34 ly, giá 2.400.000. Đây em test nổ này. Rồi, tiếp theo đến cái T10. Thì cái T10 này là một con hàng Osaka.
Con này là con hàng OS26 26cc nòng 34 ly. Đấy. Thiết kế có và có bảo vệ bình xăng này và cốt trợ lực chế zin 32 kim chỉnh tum rời. Cần lắp phi 26 và đầu bò 9 khía nhá. Con này cũng sử dụng tay ga bóp. Rồi, T10 giá là 1.800.000. Đây em nổ cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T11. Thì cây T11 này là một con hàng Osaka. Con này là con hàng VIP nhá. GZ33 công suất 33cc nòng 36 ly. Đây có bảo vệ bình xăng nhá. Chế zin. Chế này là chế zin 3. Đấy. Chế zin 3 hai kim chỉnh này. Tum rời. Cần lắp phi 28 dày 2 ly và đầu bò 9 khía. Con này cũng sử dụng tay ga bóp. Thì T11 nòng 36 ly giá là 2.300.000. Đây em nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T12. Thì cây T12 này là một con hàng Oshima. Con này là con hàng nhập khẩu nha, hàng nhập khẩu Thái. Ở lốc máy có chữ Made in Thái Lan này. Và cần cũng có dập chữ Made in Thái Lan. Con này là con TX330, công suất 33cc, nòng 36 ly. Thiết kế có bảo vệ bình xăng này. Và chế này là sử dụng chế Fuji tung rời. Cần lắp phi 28 và đầu bò 9 khía, tay ga bóp này. Rồi T12 giá là 3.200.000. Đây em nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T13. Thì từ cây T13 trở đi là hàng công suất lớn hơn. Đấy, con này T13 này là một con hàng Uquama. Con này là con 541, nòng của nó là nòng 40 ly. Đấy. Có bảo vệ bình xăng này. Chế sử dụng chế zin 3 hai kim chỉnh tum rời. Cần lắp phi 28 và đầu bò 9 khía. Thì cây T13 này có giá là 2.300.000. Đây em nổ này. Cái công tắc kia kìa. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây T14. Thì cây T14 này là một con hàng Osaka. Con này là cũng hàng 541, nòng 40 ly. Đây có bảo vệ bình xăng này. Và con này sử dụng chế One Pro. Tum rời này. Và cần lắp phi 28, đầu bò 9 khía này. Con này cũng sử dụng tay ga bóp. T14 nòng 40 ly. Giá là 2.500.000. Đây em nổ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi tiếp theo đến cây T15. Thì cây T15 này là một con hàng Mitsu. Con này là con Mitsu Kaiso, nòng 40 ly, hàng 541. Đấy. Có bảo vệ bình xăng nhá. Chế này là sử dụng chế zin 3 và tum rời. Đấy. Cần lắp rất là đẹp luôn. Đầu bò 9 khía cũng sử dụng tay ga bóp. Thì cây T15 này có giá là 2.500.000. Đây em test nổ này. Rồi. Tiếp theo đến cây T16.
Thì cái T16 này là một con hàng copper. Con này là con hàng 541 lòng 40 ly. Con này thế là chế One Pro của Nhật và Buji NGK của Nhật. Tum rời này, cần lắp phi 28 và đầu bò đẹp. Thì cây T16 này có giá là 2.600.000. Đây em test nổ cho cả nhà mình cùng xem nhé. Rồi tiếp theo đến cây T17. Thì cây T17 này là một con hàng Oshima. Con này là con hàng 541 lòng 40 ly. Đây, có bảo vệ bình xăng nhá. Con này sử dụng chế của hãng Oshima và tum rời. Đấy, cần lắp phi 28 và đầu bò rất là đẹp luôn. Con này sử dụng tay ga bóp bỏ mỏ vịt. Thì cây T17 này có giá là 3.300.000. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi, vừa rồi thì em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 17 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mua hàng hay các bác muốn sử dụng bất cứ sản phẩm nào về máy cắt cỏ, các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và các bác xem video thì đừng quên giúp em đăng ký kênh để cho kênh em phát triển nhé. Thì khi phát triển lớn mạnh rồi thì em sẽ lên thật nhiều máy khuyến mại, máy đẹp và máy khuyến mại để cho các bác dễ lựa chọn nhé. Và các bác đừng nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh và nhấn vào nút thông báo thì để nhận được những cái video mới nhất từ bên em nhé. Đấy rồi, thì video của em nay đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở video lần sau.